ngay là kế bên nhà. Bà cô bán thịt đồ này kia, hải sản cái kiểu đồ, qua mua thiếu liền một con tôm về cho em lá. Chỗ quen mới mua được vậy nha, chỗ lạ lạ mua một con tôm chắc người ta giả vô cái mặt luôn á. Hôm nay em lá sẽ được ăn tôm luộc. Mấy bà muốn biết em lá là ai nhớ coi tới cuối clip nha. Còn đây là phản ứng của mấy đứa nhà tôi khi tôi mua một con tôm về cho con lá. Phản ứng rất là dữ dội, muốn giật đồ ăn của con lá luôn. Rồi, nhưng mà cái này là của em lá, tôi cũng mừng đâu. À, nhảy lên. Cái này của lá. Ủa là tự ngồi đó. Cái này của em lá. Ủa tự một quá đi. Ăn liền sao mà không ăn được. Bà ngủ từ sáng tới tối, từ tối tới sáng luôn.